trầm. Năm dài gian khó tâm khổ tâm, vì con sống vì con, khổ cực lầm than vẫn vì con, vẫn không sơn lòng. Tự mình kiên quyết, quyết tâm vượt mọi gian khó, nuôi nâng đàn con hiền ngoan, sống khôn ngoan tài giỏi nên người. Trăng đã treo bên ngoài hiên, em nhớ tôi đứng ngoài ngõ, em ngó vào. Biết sớm mai tôi lều trống, qua núi cao đến trường thi, chiếc túi ướp hương trầm thơm ngát em mang tặng tôi ơi. Chờ ngày vinh quy cha, thương đất mẹ nghèo yếu, vinh quy bái tôi à, còn thương em tôi quyết thọc hành. Nghe phía xa tiếng kèn trống, dân khắp nơi kéo lại xem, a à, hóa ra tân trạng nguyên đang về làng. Xanh sang quỳ thắp ba nén nhang lên trời xanh, hương khói bay theo cùng công đức vô biên từ tâm kéo lại xem, a à, hóa ra tân trạng nguyên đang về làng. Áo mũ xanh sang quỳ thắp ba nén nhang lên trời xanh, hương khói bay theo cùng công đức vô biên từ tâm đại biểu, khách quý, kính thưa các ông, các bà trong ban tổ chức, hội đồng gia tộc, đại diện các chi, các cành của dòng họ,
Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể thành viên trong dòng họ Đặng Tộc, theo thông lệ và truyền thống hàng năm, cứ vào tháng 3 âm lịch, dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, ngày quốc giỗ của dân tộc Việt Nam. Dòng họ Đặng của chúng ta cũng vậy, cứ vào trung tuần tháng 3 âm lịch hàng năm, con cháu chắt, dâu rể nội ngoại của dòng họ đang sinh sống, lao động, công tác và học tập ở mọi miền Tổ quốc và cả ở nước ngoài lại tề tựu về đây, nơi nguồn cội của mình, từ đường Đặng Tộc Đại Tôn tại thôn 1 xã Vũ Thắng, để thành tâm kính lễ, tổ chức dâng nhắn hương thơm tế tổ tưởng nhớ ngày đại kỵ nhật của thủy tổ, ngày giỗ tổ Đặng Tộc Đại Tôn. Song trong ngày giỗ tổ của họ ta năm nay có sự đặc biệt, có sự kiện đặc biệt mà bao năm nay các thế hệ ban tổ chức qua các thời kỳ chưa thực hiện được, đó là lễ vinh danh các thế hệ con cháu của dòng họ có thành tích điển hình trong học tập và công tác qua các thời kỳ. Chính vì lẽ đó, năm nay ban tổ chức dòng họ xin phép các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú cho phép được tổ chức ngày giỗ tổ họ ta sớm hơn so với thông lệ là 4 ngày, nhằm chọn vào ngày chủ nhật là ngày nghỉ để con cháu chắt về dự đông đủ và trọn vẹn. Hôm nay ngày 21 tháng 4 năm 2024, nhằm ngày 13 tháng 3 năm Giáp Thìn, ban tổ chức dòng họ trang trọng tổ chức nghi lễ dâng hương tế tổ, giỗ cụ thủy tổ Đặng Tộc và tổ chức lễ vinh danh cho con cháu thành đạt của dòng họ ta. Về dự ngày giỗ tổ Đặng Tộc, hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban khuyến học của xã đã về dự đông đủ. Xin đề nghị các quý vị nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu ban tổ chức dòng họ, hội đồng gia tộc, ban tổ chức chi hội khuyến học của dòng họ, sự hiện diện có mặt của các cụ, các ông, các bà đại diện cho các chi, các cành trong dòng họ đã về dự lễ dâng hương tế tổ hôm nay. Xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu các ông, các bà, các thành viên trong ban nhạc công đội tế lữ quan do ông Tô Hữu Thang làm trưởng đoàn cũng đã về dự và đạo diễn tổ chức nghi lễ dâng hương tế tổ hôm nay. Xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về giúp cho ban tổ chức trong buổi sáng nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các văn nghệ sĩ cũng như nhạc công của đoàn âm thanh nhà hát chèo Thái Bình về giúp cho ban tổ chức. Xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Để ghi lại những hình ảnh trong buổi sáng hôm nay làm tư liệu quý của dòng họ, tôi xin trân trọng giới thiệu hãng video Thọ Hoành ở thành phố Thái Bình đã về dự và giúp cho ban tổ chức dòng họ chúng ta. Xin trân trọng đề nghị các quý vị nhiệt liệt chào mừng. Sự hiện diện của các quý vị đại biểu, các thành viên của dòng họ trong buổi lễ trang trọng này là niềm cổ vũ động viên cho ban tổ chức dòng họ chúng tôi và góp phần không nhỏ cho sự thành công của buổi lễ. Đối với thành viên trong dòng họ là cả lòng thành kính hướng về cội nguồn, đồng thời cũng là trách nhiệm để truyền lại cho thế hệ con cháu mai sau, để nhắc nhở với con cháu trong dòng họ thấy rằng đó là niềm tự hào, niềm tự tôn dân tộc, là truyền thống quý báu của dòng họ chúng ta. Từ đó, con cháu chắt của dòng họ phải luôn ghi nhớ, giữ gìn và lưu truyền mãi mãi cho muôn đời sau. Trong buổi lễ trang trọng này, cho phép tôi thay mặt ban tổ chức dòng họ xin được trân trọng cảm ơn và gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý, các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị cùng toàn thể thành viên trong dòng họ lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, kính lễ ngày dâng hương giỗ tổ hôm nay được hoan hỷ và thành công viên mãn. Thay mặt ban tổ chức dòng họ, tôi xin tuyên bố lễ dâng hương tế tổ năm Giáp Thìn hôm nay được bắt đầu. Trưởng tộc, hội đồng gia tộc dòng họ đại diện cho con cháu chắt nội ngoại của dòng họ do ông Đặng Xuân Hòa làm trưởng đoàn vào dâng hương tế tổ, xin trân trọng kính mời. Thank you.
vào dâng hương cúng tổ hội đặng hôm nay. Xin trân trọng kính mời các quý vị. Và đội tế nữ quan thực hiện nghi lễ lễ tế tổ dỗ tổ đặng độc đại tôn ngày 17 tháng 3 năm Sát Thìn, xin phép được bắt đầu. Chữ sao
Chan nghĩa tình, nghĩa tình thắm thiết trong nhà tranh, nhà tranh với đồng xanh. Thật sự nhà tranh với đồng xanh vẫn mang tâm hiền. Đồng tiền không có, khó khăn chẳng lùi một bước, vẫn rước đàn con hiền ngoan, vẫn lo toàn gìn giữ giống lo. Tổ tiên xưa khó khăn suốt đời, sống thời cơm thiếu nhưng vượt qua vì con nối đời ta. Phải mặc sâu xa áo bà áo nâu nâu dài, cuộc đời nghèo khó vẫn vui bàn làng thôn xóm. Mãi là nhà tranh nghèo biết bao nhiêu tình cảm cao vời. Mãi là nhà tranh nghèo nhưng biết bao nhiêu tình cảm cao.